bạn. Cái vườn này là vườn cây mới khai thác được một năm mà chuyển qua phương pháp áp khí thì kết quả rất là tốt, lấy mũ là được tầm khoảng trung bình 6-7 lần rồi. Thì đây là kết quả, là đây là vườn sử dụng ống thái nhé, và lấy mũ hồi sáng nay rồi, và đây là mũ bèo trễ lại thôi. Mình cùng xem là có nghĩa là cái cách này có gẹt mũ trong ống hay không. Thì đây là ống thái, các bạn có thể xem là tất cả các ống là không gẹt nè, đó, đều không gẹt hết đây. Không nghẹt. Nếu mà làm đúng phương pháp và cái độ cao, một số vườn mắc khuyết điểm á, là cái này nó không, cái nắp chén nó, cái chén quá cao đi, dẫn đến khúc này nó không có chút xuống mà nó ngang qua thì rất là dễ bị nghẹt, tại vì mũ nó không có chảy xuống được mà nó bị nghẹt, nó bị ngẽn ở cái khúc mà ngang khúc trên. Thì các bạn thấy là như cái vườn này là lắp rất là đúng tiêu chuẩn nè, nên mũ là không nghẹt trong ống. Và khi mà lần lấy mũ sau á, thì các bạn là đừng có rút cái này ra, có nghĩa là giữ cái này nguyên. Đến lần lấy mũ sau á, chỉ cần rút cái 3 ngày sau á, chỉ cần rút cái đầu nút ra, là cái mũ nó nghẹt ở đầu nút á, nó sẽ tự động nó lấy ra ngoài luôn, khỏi cần phải vệ sinh đầu nút như thế này. Đó là cái cách để làm đó, tất cả đều không nghẹt hết. Nên rất là nhiều cái cách xử lý, quan trọng là phải đúng kỹ thuật thì ống nó sẽ không nghẹt và nó sẽ đỡ mất cái thời gian mà mình đi thông ống đồ. Còn nếu mà làm sai cách á, thì nó sẽ dễ bị cái tình trạng đó. Đây, tất cả các ống không có ống nào nghẹt hết. Đây, mình có thể xem nó chảy thành dòng. Đây, nó chảy lại nên nó còn mũ gì đó, chứ chảy xong hết là nó chảy xong hết là nó sạch cái ống. Này, hồi sáng là đi lấy mũ rồi, bây giờ mũ nó chảy, lấy mũ bèo thôi đó, không có nào bị nghẹt, nó chảy hành ti hết tất cả. Vườn này làm rất là nhiều, lá cây rất là xanh tốt, lấy được một tháng rồi đó. Còn những cái vườn mà đầu tiên thì đôi khi là mũ lúc đầu nó vàng kẹo, nó dễ nghẹt, thì cái đó mình cũng phải xử lý cái đó rất là dễ dàng, thì các trợ lý đều hướng dẫn người dân sự khắc phục những vấn đề đó hết. nên có vấn đề gì cứ hỏi đại lý sẽ triển khai về cái đó, còn không thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình đó. Làm cái phương pháp này là chú ý là phải làm chính xác cái quy trình mình soạn ra trong cái tờ giấy hướng dẫn đó, thì nó sẽ không gặp khó khăn gì hết. Còn nếu mà cứ làm theo ý mình thì tự làm theo ý mình thì nó rất là dễ gặp vấn đề, tại vì mình đã có kinh nghiệm, đã làm rất là nhiều vườn, 200-300 vườn, và mình đúc kết để mà làm sao cho nó tốt. Thì đôi khi những cái nhỏ nhỏ đó thực ra nó rất là quan trọng, mà chỉ cần làm sai không đúng thì nó gây ảnh hưởng. Đây, sạch hết tất cả cây. Okay. Đây, đó, không bị nghẹt. Yeah, xin chào các bạn. À, có một cái phương pháp mới, ống mới. Vườn này làm hai phương pháp lấy mũ. Cái phương pháp ống thái nó hơi mắc tiền, còn có một phương pháp ống rẻ tiền nữa, nên mình giới thiệu các bạn luôn. Phương pháp ống rẻ tiền thì rất là đỡ vệ sinh, nhưng mà ống đó thì ống rẻ, ống hàng chợ rất là rẻ. Đây, ống này tới 12 ly là ồn quá, chắc là nói chuyện không nghe được cái gì, nên thôi để qua vườn khác. Mình không có mấy con chó này, mình quay clip khác. Dưới đây là mấy con chó ồn quá, nó không nghe cái gì hết, không gạt mũ. Okay, xin chào các bạn. À, vườn này ở mẹ đâu vậy mẹ? Ở Bình Phước mà mình
quên mất cái xã tên gì rồi. Xin chào các bạn.